Con này bao nhiêu? 3k. Thế con này bao nhiêu? Chỉ 3k thôi. Con này? Cũng 3k thôi nha bạn ơi. Bao nhiêu là trang bị cho nó, nào là kiếm, rồi khiên, các thứ thế này mà cũng chỉ 3k thôi á? Chuẩn rồi đấy bạn ơi, đầy đủ các loại cánh. Wow. Đầy đủ là khiên hay là vũ khí chiến đấu, nhưng mà cũng chỉ có 3k thôi nhá. Mà chưa hết đâu đâu, có một set 20 vô hình còn tặng kèm một chiếc đế trưng bày vô cùng cực khác, mà giá thì bao nhiêu? Chưa tới 90.000 luôn đó ba mẹ ơi. Mỗi nhân vật bên em đều được đóng cho bác thử túi riêng này luôn nhá ba mẹ. Các nhân vật sẽ không trùng nhau luôn. Đây đây, để em bóc thử một nhân vật cho các bác xem nhá. Đây em sẽ bóc cái nhân vật này. Nhân vật mình ra em thành siêu hồi luôn. Em bóc lại. Đó. Một set này thì sẽ gồm rất là nhiều các trang bị vũ khí cho ninja luôn. Đây là nhân vật sau khi em lắp xong nha các bác ạ. Đó, đầy đủ kiếm, khiên rồi thì mũ giáp luôn. Mặt trước này, mặt sau này, mặt trước các hình in vô cùng sắc nét, thiết kế tinh xảo tới từng chi tiết nhỏ luôn. Đó, mình lắp xong nha, mình sẽ cắn vào cái đế được tặng kèm nha. Đế này mình sẽ được tặng kèm luôn. Đế là cứng cáp vô cùng các bác ạ. Đó, trưng bày rất là đẹp luôn. Được tặng tới mấy siêu anh hùng lận. Ví dụ như hôm nay nhá, em bóc được Spider-Man, em siêu thích con này. Đó, Spider-Man rất là ngầu luôn này. Một set còn tặng kèm đế nữa. Mà giá thì bao nhiêu? Chưa tới 90 cảnh, có phải là quá tồi rồi không các bác ơi? Các bác không đặt hàng nhanh là sẽ hết ưu đãi luôn đấy. Nên là hãy đặt hàng nhanh đi nha.